Sáng nay, quận Đống Đa đã tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị Hồ Đống Đa. Tham dự có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình 03 của Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Hồ Đống Đa có diện tích mặt hồ khoảng 13,3 ha, chu vi hồ trên 2.100 m. Thành phố Hà Nội đang hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm thu hút khách du lịch cũng như điểm tổ chức sự kiện lớn. Do vậy, yêu cầu cấp thiết hiện tại là phải cải tạo cơ sở vật chất cũng như xây dựng được cảnh quan hồ đáp ứng với sự phát triển của thành phố. Sau cải tạo nâng cấp, Hồ Đống Đa sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có, phù hợp với xu thế phát triển chung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Là điểm nhấn cảnh quan của quận Đống Đa cũng như thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư của dự án trên 297 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2024 đến năm 2026. Dự án được khởi công mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân quận Đống Đa nói riêng và thủ đô nói chung, được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Hà Nội.